Xin chào, hello, xin chào tất cả các quý khách. Mình lại đến kênh gia dụng điện gia dụng Nhật Bản có thanh quá chưa? Có tìm hiểu thêm những sản phẩm chuyên gia đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Quý khách nào có nhu cầu liên hệ Zalo, Facebook, YouTube cho tốt cho mình ha. Quý khách nào có nhắn gửi mua hay gì thì cứ nhắn qua Zalo cho mình. Dạo này cũng hơi lưu bu nên ít lên. Em này điện 100 nha, 700W. Em này sấy với nó giống như vừa dụi tóc, uống tóc hay là chải tóc, nó sấy nóng á. Đường này lỗ khà nóng cái đây nè. Cái này tháo ra được nha quý khách. Em này là nguyên zin nguyên bản 100% nha. Giờ mình test cho ha. Đây ha, hiện giờ nhiệt độ 26 độ ha. Nó thổi nè ha. Nó chưa nóng không nè, thổi nóng rồi. Giống như nó thổi nóng ở trong cái cây này không à. Nó mép thôi ha, nè dây nó nóng nhiều nè đó. Bật cái nút này lên chắc cái chỉnh giống như vừa nóng vừa chảy gì hay gì nè đó, cho nó tóc nó không có rối hay sao á, cũng không gành mấy cái đồ phụ nữ này dành cho mấy nữ phụ nữ vậy. Em này ngoại hình thì còn đẹp ha, nguyên zin 100%. Em này mình bán giá mong muốn là 130.000. Rồi quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube cho tốt cho mình ha, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.